chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Dương Râu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục điểm tin công nghệ trong ngày, được phát sóng vào 8 giờ sáng các ngày trong tuần. Và bây giờ sẽ là tin tức đầu tiên. LG Velvet lộ ảnh với thiết kế giọt mưa tuyệt đẹp. Mới chỉ hôm qua, LG đã giới thiệu một dòng sản phẩm hoàn toàn mới có tên là LG Velvet. Dòng sản phẩm này chú trọng vào thiết kế với ngôn ngữ là giọt mưa, vừa mới được LG công bố. Thì cho tới hôm nay, chúng ta đã chứng kiến được những hình ảnh render đầu tiên về chiếc smartphone LG Velvet này. Tuy nhiên, để làm rõ vấn đề này thì các bạn lưu ý giúp mình là những hình ảnh này dường như không phải được đăng tải từ một nguồn đáng tin cậy. Hầu hết, đây đều là các bản render thiết kế do người dùng tạo ra dựa trên những hình ảnh phác thảo được LG công bố trước đó. Mặc dù vậy, thì nó cũng khớp với những gì mà LG đã mô tả trong bài đăng giới thiệu ngôn ngữ thiết kế giọt mưa Raindrop này. Như các bạn có thể thấy, ngôn ngữ giọt mưa mới của LG sẽ tập trung vào các đường nét cong 3D Art mới, bao gồm các đường cong đối xứng trên màn hình với cả mặt sau của điện thoại. LG có vẻ cũng sẽ vẫn sử dụng thiết kế màn hình nốt ruồi, tương tự như là trên các sản phẩm phổ biến hiện nay. Ở vạt lưng, LG Velvet sẽ có một thiết kế camera được đặt theo chiều dọc với các ống kính độc lập, thay vì là được gộp chung một cái khung nào đó như là trên các điện thoại đến từ Trung Quốc hoặc là Samsung. Về cấu hình phần cứng, theo như các tin đồn trước đó, thì mẫu smartphone LG Velvet này sẽ được trang bị một con chip Snapdragon 765 tầm trung thay vì con chip Snapdragon 865 cao cấp nhất. Và một nguồn tin được xem như là chính thống bắt nguồn từ trang Naver tại Hàn Quốc cho biết sản phẩm đầu tiên thuộc dòng Velvet mới này sẽ được LG giới thiệu vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Tin tức thứ hai sẽ có trong ngày, smartphone Redmi sắp có khả năng kháng nước IP68. Chúng ta đều biết, điểm yếu của các mẫu smartphone giá rẻ cấu hình cao như là Redmi K30 Pro là việc máy này không được trang bị các tiêu chuẩn chống nước cao cấp. Redmi K30 Pro chỉ có khả năng kháng nước và bụi bẩn với tiêu chuẩn là IP53. Chỉ số này chỉ giúp cho máy có thể chịu được khi đi dưới trời mưa hoặc là dính một vài giọt nước nhẹ, chứ không thể nào giúp máy sống sót lâu được ở dưới nước. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì để có thể trang bị được tiêu chuẩn kháng nước IP67 trở lên, mức giá của sản phẩm sẽ bị đội lên khá nhiều. CEO Redmi, ông Lu Weibing đã cho biết trên trang Weibo của mình rằng Redmi K30 Pro hỗ trợ chuẩn kháng nước IP53 đủ để có thể máy sống sót khi bị dính nước nhẹ. Tôi nghĩ rằng chuẩn IP68 là không thật sự cần thiết. Và ngay sau khi chia sẻ dòng trạng thái này tới các fan hâm mộ, đa số người dùng đều không đồng tình với quan điểm của ông Lu Weibing, cũng như yêu cầu Redmi bắt buộc phải trang bị chuẩn kháng nước IP68 trên những sản phẩm của mình. Sau khi nhận được nhiều phản hồi từ phía người dùng, Lu Weibing đã đưa tới kết luận rằng sẽ cân nhắc với khả năng mang kháng nước và bụi bẩn IP68 lên các dòng sản phẩm trong tương lai. Lu Weibing cho biết, có vẻ như các bạn khá là thích chuẩn IP68 thì phải, và chúng tôi sẽ cân nhắc điều này trên các dòng sản phẩm trong tương lai. Nếu như các mẫu smartphone cao cấp của Redmi được ra mắt sắp tới đây mà có cho chúng ta là một tiêu chuẩn kháng nước IP68, thì rõ ràng đây sẽ là một điều tuyệt vời dành cho các fan hâm mộ. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra cũng khiến cho khá là nhiều người quan tâm, đó chính là liệu mức giá của máy có bị đội lên quá nhiều hay không? Tại vì để mà có thể trang bị lên được chuẩn kháng nước IP68 ấy, thì cũng phải khiến cho Redmi tốn thêm nhiều chi phí sản xuất hơn. Tin tức thứ ba sẽ có trong ngày, gaming phone Lenovo Legend sẽ hỗ trợ sạc nhanh 90W nhanh nhất trên thế giới. Lenovo vẫn chưa giới thiệu bất kỳ một mẫu điện thoại mới nào trong năm nay, nhưng đã có một số nguồn tin cho biết Lenovo Legend sẽ là mẫu điện thoại đầu tiên được Lenovo ra mắt vào năm nay. Đúng như tên gọi, Lenovo Legend sẽ tập trung vào trải nghiệm chơi game nhờ được trang bị chiếc Snapdragon 865. Hôm nay, Lenovo đã chia sẻ một tấm poster với nội dung quảng cáo về Lenovo Legend sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 90W, biến Lenovo Legend hỗ trợ công nghệ sạc nhanh nhất trên thế giới. Hiện tại, Super VOOC 2.0 của Oppo đang là công nghệ sạc nhanh nhất trên thế giới. Còn Xiaomi và Vivo cũng đang lần lượt thử nghiệm những công nghệ sạc nhanh 100W và 120W, nhưng cả hai này vẫn chưa được thương mại hóa thực tế. Công nghệ sạc nhanh 90W của Lenovo sẽ nâng thang cạnh tranh lên cao hơn khi mà chiếc siêu phẩm gaming phone Lenovo Legend có thể sạc đầy viên pin có cùng dung lượng trong khoảng thời gian ngắn hơn so với lại đối thủ. Super VOOC của Oppo có thể sạc đầy viên pin 4000mAh trong vòng khoảng 30 phút. Thì như vậy, rõ ràng công nghệ sạc nhanh 90W của Lenovo dự kiến sẽ cho một kết quả ấn tượng hơn nữa. Một số trang cho biết Lenovo Legend sẽ có một viên pin với dung lượng là 5050mAh. Phần khung của Legend sẽ được hoàn thiện từ kim loại, mặt sau sẽ là logo Legend được tích hợp đèn LED. Một số thông tin khác về Lenovo Legend, ví dụ như là sở hữu cụm 3 camera sau được tích hợp công nghệ làm mát bằng chất lỏng, màn hình không khuyết tật, sử dụng cổng USB Type-C và có nút bấm trigger để hỗ trợ chơi game tốt hơn. Và bây giờ bạn hãy thử đoán rằng là chiếc gaming phone Lenovo Legend sẽ mất khoảng thời gian là bao nhiêu để có thể sạc đầy được viên pin có dung lượng là 5050mAh. Thì xin các bạn hãy để lại bình luận bên dưới phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.